được mệnh danh là đội đặc nhiệm thiện chiến bậc nhất thế giới. Lực lượng Delta đã trở thành án tử cho những kẻ thủ ác, trời không dung, đất không tha. Tuy nhiên, trên đời không có gì là tuyệt đối. Mặc dù rất tinh nhuệ, nhưng họ cũng phạm phải nhiều sai lầm không thể cứu vãn được. Những thất bại để đời của đội đặc nhiệm huyền thoại Delta Force sẽ được tiết lộ trong video ngày hôm nay. Đội đặc nhiệm Delta Force được nhiều người biết đến có lẽ một phần là do lịch sử gập ghềnh của lực lượng này. Họ được huấn luyện để đặc biệt tập trung vào nhiệm vụ giải cứu con tin, tiêu diệt hay bắt sống các mục tiêu giá trị cao và được xem là một trong những đơn vị số 1 thế giới về cận chiến trong không gian hẹp. Thế nhưng trong sự nghiệp của mình, ngoài những phi vụ làm nên tên tuổi mà chúng ta đã cùng tìm hiểu trong video trước, thì Delta Force vẫn có những vết nhơ để đời trong sự nghiệp của mình. Một trong những thất bại nổi tiếng nhất của lực lượng này chính là chiến dịch lớn đầu tiên mang tên Móng Vuốt Đại Bàng. Ngày 4 tháng 10 năm 1979, khoảng 500 sinh viên Đại học Iran bất ngờ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Tehran, bắt giữ 52 cán bộ nhân viên ngoại giao. Đòi Mỹ giao nộp vua Pahlavi đã chạy trốn khỏi đất nước để xét xử, đồng thời phải giải phóng các tài khoản của Iran mà Mỹ đang đóng băng, cam kết chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của Iran. Ngày 11 tháng 4 năm 1980, Tổng thống Mỹ Jimmy Carter ra lệnh cho Lầu Năm Góc lập kế hoạch giải cứu con tin với mật danh Móng Vuốt Đại Bàng. Đơn vị được lựa chọn để thực hiện chiến dịch này chính là đặc nhiệm Delta Force, lực lượng mới được Bộ Quốc phòng Mỹ thành lập để đối phó với các mối đe dọa an ninh từ chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, mọi việc diễn ra không như ý khiến kế hoạch phô diễn sức mạnh với Iran cũng như thế giới của Mỹ trở thành lần ra quân thảm họa của đặc nhiệm Delta. Ngoài lực lượng nòng cốt tham gia chiến dịch giải cứu là 120 đặc nhiệm Delta, Bộ Quốc phòng Mỹ còn huy động hai tàu sân bay USS Nimitz và USS Khorasan tới biển Ả Rập, cùng nhiều máy bay vận tải và chiến đấu cơ yểm trợ lực lượng đặc nhiệm. Theo kế hoạch được Lầu Năm Góc vạch ra, 8 chiếc thăng CH-53D Sea Stallion của Hải quân Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz sẽ lợi dụng đêm tối đến điểm tập kết Sa Mạc 1, một khu vực bí mật ở miền trung Iran do CIA chuẩn bị. Tại đây, các trực thăng sẽ hội quân cùng 120 đặc nhiệm Delta trên 3 máy bay vận tải C-130 cất cánh từ Oman và đưa lực lượng này đến địa điểm Sa Mạc 2, cách thủ đô Tehran hơn 80 km về phía nam. Đêm hôm sau, lực lượng Delta sẽ lên 6 xe tải tiến vào Tehran, đột kích đại sứ quán, giải cứu các con tin và đưa họ tới nơi có các trực thăng đợi sẵn. Các trực thăng này sẽ chở con tin và đặc nhiệm đến phi trường Mazar-e để lên các vận tải cơ C-141 bay đến Ai Cập, trong khi các trực thăng CH-53D sẽ bị phá hủy và bỏ lại. Tuy nhiên, khi bắt đầu triển khai vào tối ngày 24 tháng 4 năm 1980, chiến dịch Móng Vuốt Đại Bàng đã gặp trục trặc ngay ở điểm tập kết Sa Mạc 1. Một cơn bão cát khiến một trong số 8 chiếc trực thăng CH-53D phải quay đầu trở về. Còn một chiếc khác bị va chạm khi hạ cánh và bị hỏng nặng. 6 chiếc CH-53D còn lại hạ cánh được, nhưng một chiếc khác không thể sử dụng tiếp do trục trặc thủy lực. Do thiếu trực thăng để vận chuyển toàn bộ con tin cùng lính đặc nhiệm, sĩ quan chỉ huy trực tiếp đã quyết định hủy nhiệm vụ giải cứu. Tuy nhiên, đây chính là lúc thảm họa thực sự xảy ra. Ngay khi các máy bay Mỹ chuẩn bị di tản, một chiếc trực thăng CH-53D va chạm với một chiếc vận tải cơ C-130 chở quân và nhiên liệu khiến cả hai máy bay nổ tung, làm 8 quân nhân Mỹ thiệt mạng và số khác bị thương. Trong cơn hoảng loạn, lính Mỹ lên máy bay C-130 rút lui, bỏ lại 5 chiếc trực thăng CH-53D mà không kịp phá hủy cùng bản kế hoạch tối mật. Các khí tài, tài liệu mật rơi vào tay quân đội Iran chỉ một ngày sau đó, khiến các điệp viên chờ sẵn hỗ trợ đặc nhiệm Delta trong chiến dịch bị bắt giữ.
Sau chiến dịch giải cứu thất bại đó của đặc nhiệm Delta, Mỹ đã thương lượng trong thời gian dài với Iran. Đầu năm 1981, Mỹ đồng ý giải phóng tài khoản cho Iran. Sau khi giao dịch tài chính thành công, ngày 20 tháng 1, các con tin Mỹ rời Iran sau 444 ngày bị bắt giữ, chỉ vài phút sau khi Tổng thống Carter rời nhiệm sở. Chiến dịch móng vuốt đại bàng là một thất bại đáng xấu hổ của Mỹ trước sự chứng kiến của toàn thế giới, góp phần khiến Jimmy Carter thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1980. Thế nhưng ván bài đen đủi của đội đặc nhiệm Delta Force vẫn chưa dừng lại ở đó. Chiến dịch Black Hawk Down được triển khai vào cuối năm 1993 đã đánh dấu phi vụ thất bại thứ hai đáng xấu hổ của đội đặc nhiệm này. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Somali rơi vào khủng hoảng trầm trọng với cuộc nội chiến kéo dài liên miên suốt 5 năm. Các phe phái với nhiều tư tưởng khác nhau liên tục gây chiến để giành lấy tối đa quyền lực và kéo đất nước vào tình trạng tàn hoàng, kiệt quệ, vô chính phủ. Để ngăn chặn, Liên Hợp Quốc đã quyết định thành lập Liên quân gìn giữ hòa bình đặc biệt, bao gồm rất nhiều nước tham gia, nhằm thiết lập lại trật tự tại Somali. Cuối tháng 8 năm 1993, Mỹ thành lập một chiến đoàn đặc biệt Task Force Ranger, TFR, với nhiệm vụ là truy bắt lãnh đạo phe nổi loạn Mohamed Farah Aidid và thủ hạ. Đội biệt kích hùng hậu TFR được thành lập với nòng cốt là các thành viên của Delta Force, đặc nhiệm Hải quân SEAL, Trung đoàn biệt kích 75 Ranger cùng các đơn vị không quân tham gia chiến dịch. Theo kế hoạch, lực lượng Delta sẽ tiếp cận tòa nhà bằng trực thăng MH-6 Little Bird nhằm cầm chân mục tiêu trước khi trực thăng Black Hawk đưa lực lượng chiến đấu chủ lực tham gia đột kích tòa nhà. Họ sẽ tiến hành đột kích và rút đi trong vòng 30 phút. Mỹ nhận định đoàn xe bọc thép có thể dễ dàng tiếp cận tòa nhà trong vài phút kể từ thời điểm chiến dịch bắt đầu, vì hỏa lực của đối phương không đủ khả năng ngăn chặn họ. Thế nhưng, điều khó đoán nhất trên đời chính là ý trời. Vào ngày 3 tháng 10 năm 1993, trận chiến bắt đầu giữa khoảng 2.000 đến 4.000 chiến binh Somali với 160 lính đặc nhiệm Mỹ, cùng 19 máy bay và 12 phương tiện tham chiến. Những tưởng nhiệm vụ sẽ được tiến hành một cách nhanh chóng, nhưng họ đã vấp phải sự chống trả quyết liệt từ phía các lực lượng nổi dậy và cả dân thường. Cả hai phe xả đạn xối xả vào nhau và biệt kích Mỹ gần như bế tắc trong việc tìm đường rút lui. Các chỉ huy đã buộc phải điều động máy bay Black Hawk tới di tản cho đơn vị này. Nhiệm vụ giải cứu này rất nguy hiểm bởi phe nổi dậy được vũ trang với hỏa lực rất mạnh. Nhưng tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn khi chiếc Black Hawk mang số hiệu Super 61 bị trúng rocket và rơi xuống một khu vực bên trong thành phố. Gần như toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng, ngoại trừ hai người lính Delta Force vẫn sống sót sau cú rơi. Một đội cứu hộ khác của lực lượng không quân được huy động đến hiện trường để giải cứu. Tiếp tục là một quả rocket khác nhắm thẳng vào đuôi của chiếc trực thăng này. Rất may là phi công đã kịp thời tránh được. Tuy nhiên, điều may mắn này lại không xảy ra với những người khác. Chiếc trực thăng Super 64 trong lúc tách rời đội hình để dẫn đường cho các đơn vị quân tìm hướng ra đã bị một quả rocket bắn vào phần đuôi. Số phận của ba người trên máy bay này rất thê thảm. Hai trong số ba người bị bắn chết bởi đám đông giận dữ. Phi công còn lại bị đánh đập và bắt làm tù binh. Chuyến hành trình tranh giành từng tấc đất, từng bờ tường diễn ra khốc liệt hơn dự kiến rất nhiều. Hỏa lực của địch càng ngày càng mạnh nhờ hệ thống súng máy gắn trên xe bán tải và RPG. Trong khi đó, đội biệt kích Mỹ đã gần như cạn kiệt đạn dược, chưa kể rất nhiều lính bị thương. Tình thế buộc lực lượng Liên Hợp Quốc tiếp tục phải cử một đơn vị thiết giáp đến giải cứu vòng vây vào ban đêm. Những người bị thương được cứu thoát và lính Delta chạy bộ theo sau hỗ trợ cho đến khi tiếp cận khu vực an toàn. Trận đánh kéo dài đến rạng sáng ngày 4 tháng 10. Sau khi chiến dịch giải cứu kết thúc, quân Mỹ và lực lượng cứu viện rút được hết khỏi Mogadishu dưới làn đạn của đối phương. Đây được coi là một chiến dịch thất bại của Mỹ vì họ không bắt được Aidid, trong khi cái giá phải trả của hai bên trong trận chiến là không hề nhỏ. 18 lính Mỹ
một lính Malaysia và một lính Pakistan đã thiệt mạng trong trận chiến. Còn con số thiệt mạng của phe nổi loạn dao động từ 300 đến 800 người. Chiến dịch tại Mogadishu với hình ảnh lính Mỹ bị bắt, bị trói và thi thể của họ bị kéo xộc xệch trên đường phố đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với quân đội và người dân Mỹ. Cho tới tận bây giờ, ngày 3 tháng 10 năm 1993 vẫn luôn được nhắc tới như một lý do để Mỹ tránh các cuộc can thiệp nhân đạo. Nhưng hổ thẹn nhất có lẽ là thất bại thảm hại trong việc săn lùng chùm khủng bố Osama Bin Laden diễn ra tại khu vực vùng đồi núi Tora Bora, tiếp giáp giữa Afghanistan và Pakistan vào tháng 12 năm 2001, đúng 3 tháng sau vụ không tặc thế kỷ. Ngày 12 tháng 12 năm ấy, 50 chiến binh Delta Force do Trung tá Dalton Fury chỉ huy, cải trang giống chiến binh Afghanistan, đã phối hợp với CIA cùng các nhóm nhỏ của Anh, Đức và Liên minh miền Bắc, dưới sự yểm trợ của máy bay ném bom, đã tiến vào quần thể hang động Tora Bora, miền đông Afghanistan, sau khi nhận được tin tình báo Osama Bin Laden đang ở đây. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt. Các tay súng Taliban và Al-Qaeda lợi dụng địa thế hiểm trở, chống lại đối phương, áp đảo về quân số và vũ khí. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với thất bại trước mắt, các thủ lĩnh phiến quân được cho là đã đàm phán với một số tư lệnh liên minh phương Bắc, đề nghị ngừng bắn với cam kết rằng chúng khủng bố sẽ đích thân ra đầu hàng. Thế nhưng, họ đâu biết rằng chính họ đã trao cho Osama Bin Laden một tấm vé hồi sinh có 102. Một tấm vé quá đắt đỏ, để rồi 10 năm sau đó, người Mỹ phải tìm mỏi mắt mới tóm được ông ta. Một cựu thành viên Delta Force tiết lộ rằng, trong ngày 16 tháng 12, Bin Laden và các vệ sĩ đã bí mật rời đi. Họ ngồi trên lưng ngựa và biến mất ở vùng biên giới Pakistan, nơi chủ yếu do các bộ lạc kiểm soát. Trên tờ The New York Times, tướng Tommy Frank, chỉ huy trưởng lực lượng Mỹ trong cuộc tấn công Afghanistan năm 2001, đã thừa nhận rằng, đến nay, chúng tôi cũng không biết chắc là liệu Bin Laden có ở Tora Bora vào tháng 12 năm 2001 hay không. Một vài nguồn tin tình báo khẳng định ông ta có ở đó. Một số nguồn khác nói ông ta ở Pakistan. Tora Bora lúc ấy có nhiều tay súng Taliban và Al-Qaeda, nhưng Bin Laden lại chưa bao giờ ở trong tầm tay chúng tôi. Nhiều năm sau khi để chùm khủng bố trốn thoát, chỉ huy Delta Force đã yêu cầu được thực thi nhiệm vụ trong chiến dịch tiêu diệt Bin Laden vào tháng 5 năm 2011 như là hình thức lập công chuộc tội nhằm vớt phát lại danh dự cho đội của mình. Nhưng ban chỉ huy Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Liên quân Mỹ GSOC do bị ám ảnh bởi cái dớp thất bại cố hữu của Delta Force nên cuối cùng đã giao sứ mệnh trọng yếu cho biệt đội siêu tiêm xích. Vừa rồi là toàn bộ video danh sách về những vết nhơ trong sự nghiệp của lực lượng đặc nhiệm Delta Force. Liệu có còn nối dài nữa hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ Kiến thức Quân sự. Còn bây giờ, thay mặt ekip chương trình, Trung Hiếu xin chào và chúc các bạn có một buổi trưa vui vẻ. We'll be right back.